Đạt Villa và bạn gái cũ ngoại quốc để lộ bằng chứng vẫn nặng tình, sẽ yêu lại từ đầu. Sau nửa năm công khai chuyện tình cảm, ba chuyến thăm đối phương, cuối cùng Đạt Villa bất ngờ thông báo đến cộng đồng fan của mình rằng cả hai quyết định chia tay. Người chủ động muốn đường ai nấy đi là Vihia, dù cho idol top top vẫn còn yêu rất nhiều. Anh khẳng định thời gian cả hai yêu đương hoàn toàn là tình cảm chân thành. Tuyên bố chia tay cách đây vài ngày, song từ đó tới nay cả hai vẫn để lộ nhiều dấu hiệu cho thấy vẫn còn yêu, thậm chí lụy tình đến ốm mòn mỏi. Cụ thể, trên trang TikTok của cả hai vẫn để lại những clip hình ảnh quay cùng nhau trong thời gian yêu. Trang Facebook hay Instagram của Đạt Villa vẫn còn nguyên ảnh bạn gái cũ. Điều này cho thấy cả hai vẫn còn rất nặng tình với nhau. Việc chia tay có lẽ là do hoàn cảnh. Đặc biệt, Đạt Villa còn liên tục lộ dấu hiệu cho thấy rất lụy tình đến ốm mòn mỏi. Trước những clip này, nhiều dân mạng cho rằng có lẽ cả hai vẫn còn muốn giữ những hình ảnh đẹp bên nhau. Còn về phía Đạt, do chia tay khi còn yêu nhiều nên mới như vậy. Thời gian qua, Đạt Villa và Vihia nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ của mọi người. Trước đó, anh từng hai lần lặn lội sang Indonesia để thăm và rước bạn gái về Việt Nam ra mắt gia đình hai bên. Vihia theo Đạt Villa về Việt Nam thăm gia đình đàn trai cũng như trải nghiệm cuộc sống ở đây gần một tháng. Đạt Villa được biết đến là hot tiktoker sở hữu hàng triệu lượt theo dõi. Trước khi thành hot tiktoker, Đạt Villa chỉ là một anh thợ cắt tóc bình thường, chật vật kiếm tiền mưu sinh. Sau khi kiếm được thu nhập từ TikTok, Đạt Villa có cuộc sống dư dả hơn và tự tậu một chiếc Mercedes khoảng 3 tỷ đồng. Anh chàng đặc biệt gây chú ý khi công khai hẹn hò bạn gái người Indonesia Vihia. Thậm chí Đạt còn bay 5.000 km để sang Indonesia thăm cô, gây bão trên mạng xã hội. Tuy nhiên mới đây trong một buổi livestream, hot tiktoker cho biết anh và bạn gái ngoại quốc đã chia tay. Cảm ơn mọi người đã yêu thương ủng hộ Đạt và Vihia trong thời gian qua. Mình nói lại lần nữa, Đạt và Vihia đã dừng lại rồi. Chia sẻ về lý do chia tay, Đạt Villa chia sẻ, nếu ở Việt Nam mình theo đạo Hồi, tôn giáo của Vihia, có rất nhiều luật lệ khắt khe, bố mẹ theo đạo gì thì con cái theo đạo đó. Vì thế khi mình nói chuyện với Vihia về chuyện tôn giáo đến với nhau, Vihia không chấp nhận bỏ tôn giáo. Mình hỏi Vihia về việc kết hôn mà hai người hai tôn giáo được không, cũng không được, vì đạo Hồi không cho phép kết hôn với người khác tôn giáo, nên bọn mình đưa ra quyết định dừng lại. Chia sẻ của Đạt Villa nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sau tuyên bố này, Đạt Villa cũng đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái buồn trên trang cá nhân. Mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua thôi. Dù đường ai nấy đi, nhưng chí ít vẫn giữ hình ảnh chụp chung cùng bạn gái. Hồi tháng 8 năm 2021, Đạt Villa và Vihia biết nhau qua một lần livestream chung. Chàng hot tiktoker ngay lập tức bị cảm nắng bởi cô gái có gương mặt bầu bĩnh dễ thương nên nhanh chóng làm quen. Dù khác biệt về ngôn ngữ nhưng cả hai vẫn cố gắng dùng Google dịch để tâm sự mỗi ngày. Từ bạn bè thân thiết, mình đã dần có tình cảm với Vihia và chính thức tỏ tình vào ngày 29 tháng 12 năm 2021. Khó khăn nhất có lẽ là xa cách địa lý và khác biệt ngôn ngữ, nhưng nhờ Google Translate và sự thông minh của Vihia cũng như mối tâm giao đặc biệt nên chúng mình đã vượt qua được những khó khăn đó, Đạt từng chia sẻ. Hồi tháng 3 năm nay, Đạt Villa vượt 5.000 km sang Indonesia thăm bạn gái. Cả hai đã có nhiều khoảnh khắc lãng mạn như cùng đi biển ngắm hoàng hôn. Đến tháng 4, trên mạng xã hội lan truyền tin đồn Đạt Villa và Vihia đã chia tay nhưng TikToker không lên tiếng về thông tin này. Đến giữa tháng 5, anh chàng đã đáp chuyến bay trở lại Indonesia để đoàn tụ với bạn gái Vihia. Đây là lần thứ hai chàng TikToker sang đây thăm bạn gái với mục đích đập tan tin đồn chia tay và Đạt muốn xin phép mẹ Vihia đưa cô ấy sang Việt Nam chơi. Sau một tuần ở quê hương Vihia, ngày 11 tháng 5, Đạt Villa đã cùng bạn gái trở về Việt Nam. Sau khoảng thời gian yêu xa, chuyện tình của Đạt Villa và Vihia không có cái kết đẹp khiến nhiều người tiếc nuối.